xin cảm ơn tiết mục chào mừng lễ hội của chúng ta do đội văn nghệ của khoa hóa trình bày. Và qua đây chúng ta xin một dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chương trình lễ hội của chúng ta xin được phép bắt đầu ạ. Nhớ nhau thì về chẳng ngại đường xa, cứ mỗi độ xuân về cũng là lúc các thầy cô, các anh chị cựu sinh viên khoa hóa cũng như các bạn sinh viên đang theo học tại khoa lại nô nức đón chờ một ngày hội, ngày truyền thống của khoa, ngày 1 tháng 1 hàng năm. Và để tiếp tục cũng như duy trì lễ hội truyền thống này, Ban chủ nhiệm khoa hóa, Ban liên lạc hội cựu sinh viên khoa hóa, Ban chấp hành đoàn khoa, Liên chi hội khoa cùng nhau phối hợp tổ chức ngày hội truyền thống khoa. Đó cũng là lý do mà ngày hôm nay tất cả chúng ta có mặt tại đây để cùng chia sẻ những khó khăn, những niềm vui trong cuộc sống cũng như gặp lại nhau trong lễ hội truyền thống khoa hóa ngày 1 tháng 1 năm 2011. Đến tham dự với ngày hội của khoa, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và vinh dự đón tiếp thầy Chu Phạm Ngọc Sơn. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Thanh Huyền. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời đại diện của Ban chủ nhiệm khoa, ông Trần Lê Quang, trưởng khoa hóa trường Đại học Khoa học Tự nhiên, lên phát biểu chào mừng khai mạc ngày hội. Xin kính mời thầy ạ. Nhân dịp đầu năm, đại diện cho tất cả các thầy cô, tất cả các đơn phòng ban trong trường, ban giám hiệu, xin gửi đến quý thầy cô, các anh chị một lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc một năm mới an khang thịnh vượng. Thì theo như thông lệ hàng năm thì chúng ta tổ chức ngày hội truyền thống khoa hóa học vào ngày 1 tháng 1 để có dịp gặp gỡ, trò chuyện, giao lưu và để giới thiệu cho các em sinh viên những cái hướng đi trong nghề nghiệp sau này. Thì đó là cũng là cái lý do chính của ngày lễ ngày hôm nay. Thì bắt đầu từ năm ngoái thì chúng tôi đã theo sự góp ý của một số anh chị cựu sinh viên thì chúng ta đã tổ chức ngày hội vào buổi chiều thay vì theo thông lệ hàng năm, các năm trước là vào buổi sáng. Thì có vẻ như là với cái buổi chiều thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn và cũng có dịp giao lưu trò chuyện. Do đó là năm nay chúng tôi cũng xin tiếp tục tiếp bước cái cách tổ chức như vậy và chúng ta có một buổi chiều rất là mát mẻ, rất là vui vẻ bên nhau. Thì rất là mong là chúng ta sẽ tiếp tục cái truyền thống này và sẽ tổ chức những ngày 1 tháng 1 trong những năm sau thật là vui tươi và đầm ấm. Thì sẵn đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong ban tổ chức đã góp sức cùng tôi và các thầy cô trong khoa để chúng ta có được một ngày rất là vui. Tất cả những vật dụng trang trí chúng ta thấy ở đây đều là do tất cả các bạn trẻ đã tự tay làm nên. Đó cũng là cái tấm lòng để gửi đến tất cả các anh chị cựu sinh viên. Và xin kính chúc tất cả thầy cô, các anh chị cựu sinh viên và các em sinh viên có một đêm truyền thống khoa hóa thật là vui. Xin chúc tất cả sức khỏe và thành công. Xin lắm. Xin cảm ơn thầy Trần Lê Quang. Và tiếp theo xin mời quý thầy cô, các anh chị cựu sinh viên và các bạn sinh viên cùng hướng về màn hình chính để xem lại những hình ảnh của khoa hóa trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Qua các thời kỳ, những hình ảnh đã thực sự ghi sâu vào tâm trí bao thế hệ sinh viên khoa hóa.